Con về rồi hả con? Đang diễn cảnh cảm động quá mà. Diễn cảnh cha nhận con, bà nhận cháu đi mà. Dạ, em xin lỗi. Em chỉ muốn giữ gìn hòa khí trong nhà mình thôi. Ai cho chú cái quyền tự tiện quyết định chuyện nhà này hả? Nếu chú còn tự tiện xen vào chuyện gia đình tôi sẽ không bỏ qua cho chú đâu. Dạ em hiểu. Không bao giờ chấp nhận một đứa thấp kém bước chân vô gia đình này. Tại sao không? Con cháu của nhà này không thể lưu lạc ở bên ngoài được. Khi nào mà tôi còn sống, không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra. Mày nói cái gì? Cút ra khỏi nhà tao. Đồ ăn mày dơ giấy. Bảo, cô nghĩ cô làm như vậy là sẽ an toàn sao? Anh không nghe người ta nói con dung xeo mãi cũng hoàn thiện sao? Bữa nay cô còn dám đưa con của cô vào trong hang cọp à? Anh là đụng tới con trai tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đánh đi! Làm cái gì vậy? Ai cho đối xử với nó như vậy hả? Đừng có suy nghĩ lung tung nữa con. Cứ ở lại đây, con sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Con cứ ở lại đây đi. Con vẫn không hiểu tại sao chú tổng giám đốc tự nhiên thành ba của con. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu?